sư cô, con tên Phạm Lê Uyên Khô. Hôm nay con xin đọc bài Repeat to Teacher, đảnh lễ chư tăng. Today I promise and I'm committed to. Hôm nay con xin hứa và cam kết. I will control my body and bad desires. Tôi sẽ kiểm soát hành động và các ý tưởng xấu. I am not swearing, speaking bad words and playing computer games. Tôi không chửi thề, không nói những lời xấu xa và không chơi trò chơi điện tử. I will honor my parents and teachers who help me and teach me goodness. Tôi luôn tôn trọng cha mẹ và thầy cô đã giúp đỡ và dạy dỗ tôi trở thành con người tốt. I will strive to be a better person every day for my better future. Tôi cố gắng nỗ lực thay đổi để thành con người tốt mỗi ngày để cho tương lai tốt của tôi. Con cảm ơn sư cô đã lắng nghe. Con xin hết ạ. À.